Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây là biển bãi trước thành phố Vũng Tàu quý vị nhé. Tôi đang đứng ở đây là trên một cái căn biệt thự. Đấy, trên cao, trên núi cao của đường Trần Phú, ngay gần với lại cáp treo luôn. Căn này thì nhìn biển, đó, quý vị thấy không? Tôi đang đứng trên cái cao nhất sân thượng của căn nhà này. Thì căn nhà này có diện tích đất ấy là 273 m2 quý vị nhá. 273 m. Có chiều ngang của nó là 17. Chiều ngang của nó là 17. Chiều ngang 17, sâu 24 quý vị nhá. Đây, đang xây một trệt 3 lầu. Đó, đây sân thượng và nhìn trực diện biển. Đây, bên trên đây quý vị nhá. Ok. Đây có một cái phòng ngủ ở đây. Đây, phòng ngủ này rất là rộng. Trước đây mình đang làm kiểu cho thuê các dịch vụ du lịch ấy quý vị, cho quý khách thập phương tới để nghỉ dưỡng. Đây nhà vệ sinh, bồn tắm. Thì căn nhà này đang chào bán giá là 35 tỷ, còn thương lượng và nhà thì đang có việc không thành công hết quý vị nhé. Đây, đây nhìn thấy cáp treo là quý vị này. Đây, cột cáp treo quý vị này. Đó. Đấy, bên trên này là khu du lịch Hồ Mây này. Đấy, thế của cái căn nhà là lưng tựa núi mặt hướng biển này. Đấy, thế tựa sơn lưng tựa sơn mặt hướng thủy này. Đó. Nhìn đây, đây là chỗ góc này nhìn là toàn cảnh bãi trước luôn quý vị nhá. Đấy, hiếm có một cái căn nào mà mình nhìn được rộng như thế này luôn á quý vị. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng đi xuống dưới các cái phòng ở bên dưới. Chỗ này thì hôm nay gió to quá. Bây giờ mình xuống đây. Đây cầu thang này, thang bộ. Đây là tầng 2 quý vị nhé, lầu 2. Chỗ này là để cái bàn bia này. Đó. Không gian. Đấy. Nhìn biển, đó, quý vị thấy chưa? Tuyệt vời, hiếm có. Bàn bia. Nhà hiện trạng đang đi sửa lại. Sửa lại hệ thống vệ sinh các thứ. Đây, đây một phòng ngủ. Phòng tắm này. Đây phòng tắm này, phòng master. Đó. Đây cái phòng kho, nó khóa cửa bắt đầu. Rồi mình giờ đi xuống dưới lầu 1 nhé. Đây lầu 1 là có một phòng ngủ này. Ở bên trên là một phòng ngủ bằng hai phòng ngủ này. Còn đây, chỗ này là bếp này, hay chỗ bàn ăn. Đó, bàn ăn. Đây, bếp đây, bếp rất là rộng. Đó, đây cái đảo bếp to chưa. Đây nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh đã đang khóa cửa. Rồi. Tức là cái lầu này là chỉ có nhà bếp thôi. Đây. Đây chỗ tiếp khách này, phòng khách, nhà bếp và phòng khách thôi quý vị nhá. Vui chơi giải trí.
cầm cặp với khuê. À, bây giờ ta xuống dưới nhé. Đang chạy này. Lồng 1. Chính xác là lồng 1 đi. Dưới này thì có 3 phòng ngủ. Đây phòng ngủ thứ nhất này. Number 1 này. Đó. Đây. Phòng ngủ thứ nhất. Đây không. Vệ sinh trong. Ừ. Có phòng vệ sinh bên trong đây. Phòng vệ sinh rộng, có bồn tắm này. Đó. Bây giờ mình sang cái phòng ngủ thứ hai này. Đấy. Toàn bộ là lát sàn gỗ hết quý vị nhé. Phòng này thì đẹp hơn, phòng ngủ to hơn, nội thất tốt hơn. Đó. Tủ quần áo rồi kệ các thứ, kệ sách này. Đây nhà vệ sinh ở bên trong này. Đó, bồn tắm. Đây phòng ngủ thứ ba. Hai phòng này thì nhìn ra hồ bơi. Đây, thoáng đẹp. Đẹp nhất là đây hồ bơi của mình bên ngoài đây. Đó. Rất đẹp quý vị thấy không? Trong xanh ha. Rồi. Còn đây là nhà vệ sinh này. Chỗ này là cái kho. Cái kho để mình để đồ. Đây nhà phì về nhà vệ sinh đây. Đó. Ui, nhà vệ sinh này rộng thế. Đó. Toàn bộ nội thất của mình là gỗ rất là tốt quý vị nhé. Gỗ cả căm xe. À. Đây mình đang đi ra ngoài quý vị này. Ra ngoài. À, hồ bơi. Cái khu này thì rất là đẳng cấp bởi vì khu này toàn biệt thự thôi quý vị nhé. Đây. Dưới này thì là núi, xuống dưới là ban công ở dưới. Ok. À, có cái chỗ đậu xe thôi. Chỗ đậu xe thôi. Nó không có gì cả. Đây lối lên của mình đây. Và hướng biển này, nhìn biển quý vị nhé. Chỉ cần đứng đây là nhìn thấy biển luôn rồi. Và toàn bộ khu này đều là biệt thự cả. Rất là đẳng cấp, tuyệt vời luôn. Đấy, thì quý vị nào quan tâm một cái căn nhà nhìn biển thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.